tối ngày 6 tháng 6, Thủ tướng Campuchia Hun Sen đã đưa ra tuyên bố bằng cả tiếng Khmer lẫn tiếng Anh chỉ trích nặng nề Thủ tướng Lý Hiển Long. Ông viết, tôi rất lấy làm tiếc rằng Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long ngày 31 tháng 5 đã đăng tải trên Facebook của mình về việc cựu Thủ tướng Thái Lan Prem Tinsulanonda qua đời. Trong đó ông nói rằng tướng Prem là Thủ tướng Thái Lan đã cùng các thành viên ASEAN, khi đó có 5 quốc gia, chống lại việc quân tình nguyện Việt Nam xâm lược Campuchia và chống lại việc chính phủ Campuchia thay thế Khmer Đỏ. Lập luận này cho thấy Singapore khi đó ủng hộ chế độ diệt chủng và mong muốn chế độ diệt chủng này quay lại Campuchia. Singapore là nước chủ nhà tổ chức một cuộc họp dẫn đến việc thành lập chính phủ liên minh của Campuchia Dân Chủ, là yếu tố đã kéo dài cuộc chiến tại Campuchia và sự đau khổ của người dân Campuchia thêm 10 năm nữa. Đó là hành động chống lại mong muốn được sống sót của người dân Campuchia.